nhọc. Nhìn cái gì vậy? Bà làm gì như người bị thôi miên vậy? Sao mày quay lại đây? Chị muốn tôi đi luôn đúng không? Càng tốt. Đứng lại. Giỡn mặt hả cô em? Muốn ăn thẹo không hả? Tôi đã trở lại đây đó. Đúng ra mấy người phải làm tiệc ăn mừng chứ. Còn mày đặt đến phủ đầu tôi nữa là sao? Mày nói đi, sao mày quay lại đây? À, tao biết rồi. Tính cùi mới chơi mày một ngày mà chán rồi hả? Ngộ vậy. Thật ra tôi không tới đó. Thì tất nhiên mày tưởng tụi tao ngu tới mức bị thằng Huy xỏ mũi hả? Anh Huy giúp tôi về thăm nhà thôi. Ủa, về quê thăm nhà hả? Mày về nhà có vui không? Ông bà già của mày có khỏe không? Tối có bị mũi cắn không? Thôi, im cái mồm mày đi. Nói đi, sao mày quay trở lại? Có muốn nghe thật sự không? Vì tôi đã thề, tôi sẽ đòi lại cho bằng được những gì chị đã nợ tôi. Từng thứ một. Nè, mày đe dọa tao đó hả? Ngốc. Sao giờ còn ở đây vậy? Tôi đâu có ý định đi đâu đâu, mà còn với không còn. Vậy là sao? Sao tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Hiểu chi cho mệt. Ủa, là sao? Ngọc, kể nghe coi. Nè, nhìn như vậy, ông thấy nó về, ông khoái lắm không? Bà nói bậy không à? Tôi mừng vì nó trở về đây. Mình còn khả năng khai thác nó được nữa, có mất gì đâu. Thôi đi, đừng có qua mặt tôi nữa. Tôi nói cho ông biết nha, ông mà lén phén với nó, tôi không để yên cho ông đâu. Mệt bà quá à, tôi chán nó dữ lắm rồi, tôi thề. Con nhỏ này, nó đi rồi còn quay lại đây làm gì ta? Bà nghi nó có mua đồ gì hả? Hai đứa bay. Dạ dạ. Dạ. Có chuyện gì vậy chị? Ngày mai hai đứa bay đi về quê của nó, thám thính tình hình coi gia đình nó sao rồi. Dạ. Khoan đã. Gì đó chị? Hai đứa làm cho chị chuyện này trước đã. Ngọc, tôi không tin là tự nhiên tại sao bà quay trở lại đây đó. Tôi đã nói với bà rồi mà, tôi còn chuyện chưa giải quyết xong ở nơi này thì làm sao mà tôi có thể rời bỏ nó được. Nè, đừng nói với tôi là bà cố tình vô đây để trả thù bà Diễm nha. Sao bà lại nghĩ như vậy? Vì không đời nào một người cố sống cố chết tìm đủ một cách để trốn đi như bà lại dễ dàng quay lại cái động quỷ này được. Trừ khi bà có động lực khủng khiếp nào đó. Tôi đang đúng rồi đúng không? Bà coi thường tôi quá rồi đó. Tôi là gái làm tiền chứ không phải gái nhà lành đâu nha. Phải, đúng là tôi có một lý do để quay lại đây. Nhưng mà lý do đó là cái gì thì từ từ rồi bà sẽ biết. Ai,
Hả? Sao không để ngày mai mình đi công việc của mình làm luôn? Mày khùng quá. Chọc, mày không có biết cái gì hết trơn á. Mày có coi phim Điệp Viên 007 không? Có. Người ta đi trong bóng đêm để tiện theo dõi, để không ai phát hiện ra ta. À đúng rồi, đi ban đêm là không ai phát hiện. Thôi Mộng ơi, tôi thấy phim này không phải là Điệp Viên 007 thì phải. Phim gì? Phim mà mấy thằng trộm bị mấy thằng cớm nó tóm cổ vậy nè. Nói đi. Mày bóp cổ nghẹt cổ sao nói? Ý quên. Mày khùng hả? Bóp cổ nói cho có huôn không à? Quên rồi. Kêu mình theo dõi á, xem thằng này á có phải là chèo không. À, ý bà muốn theo dõi coi nó biết chèo thuyền không chứ gì. Tào lâu. Sao mày đánh tao? Quên. Thằng này. À, xin lỗi. Không phải. Ý chèo á, chèo ở đây là cớm á. À, coi nó có phải nó là cảnh sát chìm không chứ gì. Đúng rồi. Ồ, đi vô. Tự nhiên mà sợ nó à? Lớn nhách vậy. Cái gì? Ông nghĩ sao mà ông nói tôi sợ nó? Bà ngồi thừ ở đó làm gì? Sao ông lo đi tiếp khách đi? Ông đừng có ở đây làm nhảm nữa. Biến đi. Biến thì biến. Làm dữ vậy. Ngon mày. Ủa sao con mày cũng đánh tao? Ông đi làm hay ông đi ăn à? Chết mẹ, quên. Để cổ tao. Nó lục gì vậy? Nó kiếm chuyện Doraemon nó đọc á. Mọi ông nội mày. Nó lớn rồi, nó già rồi, Doraemon cái gì? Mày, tự nhiên mày la vậy? Mày không chết hả? Mày đến trước không? Được. Mày là bự, đến giúp tao nghe. Sao mày nói mày đến được? Nhanh quá, đỡ không kịp. Ai đó? Chạy. Chị Diễm, bộ con Ngọc nó về rồi hả? Đúng là lạ thiệt. Chẳng lẽ nó có mua đồ gì hả? Tao đố nó dám. Mày nên nhớ, nó chỉ là con cá nằm trên thớt thôi. Lạng hoạng là tao băm nó ra thành trăm mảnh. Ồ, quên mất, vì chị là bà chủ ở đây mà. Mày đi đâu đó? Đi lên phòng sung sướng chứ đi đâu nữa. Khoan đã. Lại đây. Khách đang đợi tôi nãy giờ rồi đó. Hay là mày đổi cái số này cho con Ngọc đi. Trời, tự nhiên mối ruột của tôi kêu chuyển qua Ngọc là sao? Mày ngu quá. Tao muốn nhân cái chuyện này
để thử nắn gân nó lại coi nó làm sao. Hiểu chưa? Con Ngọc đâu? Ờ, nó tắm rồi. Kiếm nó làm chi vậy? Ê, đừng có nói bà mê nó, rồi rủ nó đi nhảy đầm nha. Trời, tự nhiên đứng đây có mùi gì thối vậy? Thối quá trời luôn à. Con kia, mày nói ai thối? Mày nói ai hả? Trời, nói ai thì phải tự hiểu chứ. Trời. Mất dạy mày nói lại tao nghe coi nè. Mày nói lại coi. Thối thì nói thối. Thôi đi. Mới gì? Hai đứa bay cứ gây sự với nhau hoài vậy. Trời. Nè, mấy người có im đi không vậy? Làm cái gì mà ồn ào dữ vậy? Sao người ta có thể nghỉ ngơi được chứ? Nghỉ ngơi cái gì? Có khách đang chờ mày kìa. Nè, nó vừa đi về còn mệt lắm. Dù sao cũng phải để ngày mai chứ. Tao nói nó chứ không phải nói mày. Ấy da. Ngay bây giờ hả? Chứ không phải mày nói mày quay về đây để đòi nợ tao hả? Vậy thì ít ra mày cũng phải làm tròn bổn phận làm đĩ của mày trước. Có gì tính sao? Phải, chị nói đúng rồi đó. Nhưng mà cũng phải đợi cho tôi trang điểm tắm rửa cho đẹp đẽ rồi mới lên tiếp khách chứ. Chị yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ lên liền. Vậy thì tốt. Mối ruột của tao đó. Mày mà làm cho ổng quạo thì đừng có trách tao. Chẳng qua là nể mặt chị Diễm nên tao mới bố thí cho mày một lần này thôi. Biết chưa? Ấy da. Ấy da. Có cái mùi gì vậy? Không những thối mà như còn tanh nữa kìa, có nghe không? Ờ, tôi cũng thấy như vậy đó. Vừa thối mà vừa tanh nữa. Tụi mày thối thì có liệu hồn đó. Nè, trời, kỳ này bà hay quá à. Dám cảnh khoét tụi nó nữa. Tiến bộ. Tôi đã chấp nhận trở về đây. Sẽ không còn ai, không còn điều gì để mà làm cho tôi có thể sợ được nữa. Dạ, anh coi xong chưa anh? Rồi. Thằng Huy, em không ngờ nó lại to gan như vậy. Đích thì nó là nổi gián rồi. Đúng như là anh Tư mô tả, tên nổi gián này là một kẻ có máu mặt trong tổ chức. Sao lại cười vậy? Chú là cánh tay mặt của tôi, là người điều hành một tổ chức, mà sao lại có những suy nghĩ ngô nghê như vậy? Em chưa hiểu ý anh. Chú nghĩ coi, nếu thằng Quy là một đặc tình thì không bao giờ nó lại có những sơ hở căn bản như vậy. Đã tốn bao nhiêu công sức để len lỏi vào một tổ chức mà chỉ vì một đứa con gái để bị lộ tẩy dễ dàng như vậy. Quả chăng chỉ có chuyện là con nhỏ này nó cho uống bùa mê thuốc lú thì may ra. Nhưng tôi nhớ chuyện này trên thực tế thì bất khả. Anh nói chi lý? Nếu nó là cảnh sát chìm mà 4 năm qua vẫn qua mặt được mình, chứng tỏ rất bản lĩnh. Mà một đứa như vậy thì không thể vì chuyện tình cảm lặt vặt để bị lòi đuôi được. Hành động của thằng Quy chỉ có thể giải thích là nó không phải xuất thân từ giang hồ đâm thuê chém mướn, mà chỉ là một tên trí thức. Như vậy cho nên nó dễ quỷ mị, siêu lòng trước phụ nữ. Đó cũng là một chuyện dễ hiểu. Dạ, em đã cảnh cáo nó nhiều lần về chuyện này. Đã là giang hồ thì phải có máu lạnh, mà đôi khi
thấy nó nhân từ quá. Chú lại sai nữa rồi. Dạ. Một tên như nó thì sẽ không có nguy cơ làm phản mình đâu. Hơn nữa, trong bộ tứ quyền lực thì chỉ có thằng Huy là kẻ có trình độ, và mình dùng nó là dùng bộ óc của nó, chứ không phải là khả năng đâm chém. Chuyện kia thì đã có ba tên đầu đất võ biển kia cán đáng. Chú hiểu tôi nói gì không? Dạ hiểu anh. Vậy thì hãy yên tâm loại bỏ khả năng tên Huy là nội gián đi. Nếu vậy anh nghĩ đó là ai? Chú phải là người trả lời câu hỏi này. Nhưng tôi nghĩ có thể anh Tư nói quá. Để đề cao sự quan trọng của mình, tên nội gián chỉ có thể nằm trong đám lâu la phía dưới thôi. Dạ. À, còn chuyện anh lộ mặt thì sao? Gần cả tuần nay rồi, em đâu thấy động tĩnh gì đâu. Vào giờ này, ngày mai. Anh nói sao? Tuy nhiên, để tránh việc bị cảnh sát theo dõi, chú phải làm theo cách này. Dạ. Ý, trời ơi, ghê ta. Tự trang điểm luôn hả? Tôi muốn trang điểm cho thật là đẹp, thật là lộng lẫy và nổi bật nhất ở chỗ này. Trời, bộ tính trở thành ngôi sao cái động này hả? Ừ, phải. Giỡn hoài vậy. Thôi, để tôi trang điểm giùm cho nha. Ừ. Nhưng mà bộ muốn theo tông nào nè? À, tự nhiên hay là đảm cá tính? Trang điểm theo kiểu nào mà đàn ông mê nhất? Sao hôm nay bà nói chuyện tôi không nhận ra bà luôn đó. Mới trốn đi có 1-2 ngày à, mà sao khác từ trong ra tới ngoài luôn vậy? Bộ dưới quê có chuyện gì hả? Đúng là có một số chuyện xảy ra, nhưng mà bà biết tới đó vậy là đủ rồi. Ờ đúng rồi, biết chi nhiều hả? Tôi trang điểm cho. Để đấy, nhanh lên. Anh vô nha. Vô vậy mấy anh. Mình nha. Đi nha. Dạ. Mấy đứa chăm sóc chú đáo cho dạ. Mấy anh nha cưng. Anh tới đây gặp nó hả? Ai? Anh đừng có nói với tôi là anh không biết con Ngọc nó quay lại nha. Cái gì? Ngọc quay trở về đây? Đúng là ông trời có mắt. May mà nó sáng suốt, nó biết chỗ nào là đất lành chim đậu, chứ nó nghe theo lời anh đi về quê có ngày cặp đất mà ăn á. Đó là quyết định của cậu, tôi không quan tâm. Nhưng chắc chắn một điều, không bao giờ tôi động lòng trắc ẩn thêm một lần nào nữa đâu. Thì tất nhiên rồi, có cho ăn mật gấu thì anh cũng không có dám nữa đâu. Mà dù có dám á, thì cũng không có chuyện anh lừa được con này lần thứ hai đâu. Nên nhớ, tuy con Ngọc nó đã quay trở lại, nhưng anh vẫn phải bị trừng phạt. Dựa vô tính cùi thì cũng không thể một tay che hết được bầu trời đâu. Dạ, chào anh. Dạ, mệt vô. Dạ, mời anh vô. Em. Dạ anh, em khỏe. Mời anh ủng hộ em hả? Ừ, dạ, có dạ, nhiều em mới lắm anh. Cái em mới mới không đó anh. Đẹp quá. Dạy, em chào anh. Lâu không gặp anh. Chà, đẹp quá. Đợi tí nha. Ừ. Ê, ủa anh Huy. Anh muốn nói chuyện riêng với Ngọc một chút. Ừ, vậy để em đứng ngoài canh nha. Ừ, cảm ơn em. Anh Huy, em có gì để giải thích với anh không? Ừ, em xin lỗi, em cũng không biết nói sao cho anh hiểu em nữa. Em đáp lại thiện chí của anh bằng cách đó, còn cách nào tồi tệ hơn nữa không? Anh Huy, anh nghe em nói đã. Em đã về được tới nhà rồi,
Nhưng mà đã có một số biến cố xảy ra, đã làm cho em bằng mọi giá quyết định quay trở lại đây cho bằng được. Em sao vậy? Em đã từng dùng cái chết để thoát khỏi nơi này, vậy mà bây giờ cũng bằng mọi giá em phải quay về đây. Thiệt, anh không hiểu em đang suy nghĩ gì nữa. Anh không biết cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa. Anh Huy, em xin lỗi anh Huy. Em không bao giờ quên được ơn nghĩa của anh. Nhưng trước mắt em có món nợ riêng với Diễm, em cần phải giải quyết. Vì vậy em mới trở lại đây. Em mong là anh hãy hiểu cho em. Hy vọng là anh có thể. Nè, nói chuyện với anh Huy sao rồi? Dạ em nghe. Nghe người ta xin gì không? Cây mẹ tụi nó, khi nào người nhà tụi nó gửi tiền lên chuột thì thả, còn không á thì nó chết khác cũng chả có sao hết. Nếu như là mày, mày có nhịn được không? Mày à mày, mày nghĩ mày là ai mà mày xí vô chuyện này? Giờ sao? Giờ mày dám nạt nộ tao hả? Mày nghĩ mày là ai mà mày xen vô chuyện này hả? Ê, chuyện gì vậy? Đại ca, con đĩ này nè, nó dám lên mặt, nó ra lệnh cho em nè. Con đĩ hả? Ông nghe lính ông nói rồi đó. Mẹ mày, mày dám nói nhở? Sao nói mẹ tôi... mày thằng chỗ chết đi. Nước, cho tôi nước đi. Kể từ hôm nay lệnh của chị Hiền là lệnh của tôi. Thằng nào mà cãi xúc phạm chị Hiền là tôi dặn ông đi chưa? Rõ chưa? Dạ. Mở cửa cho người ta uống nước kìa, lỡ người ta chết rồi ai trả tiền cho mình? Dạ. Dù gì á, người ta cũng đã cúng cho mình quá nhiều rồi, có cần thiết phải đày ải quá đáng như vậy không? Ý cô á, muốn tôi xù nợ cho tụi nó chứ gì, rồi tạo tiền lệ cho kẻ khác đúng không? Không phải. Ý của tôi là muốn ông phải phân loại con nợ ra, gia đình nhà nào có khả năng trả tiền chuộc về và nhà nào không thì mình mới cho mượn tiền đánh tiếp. Còn như những người này, ông giam họ cả tháng ở đây, người nhà họ có tới chuộc đâu, rồi ông xử lý làm sao? Giết chết hết hả? Mẹ nó, nuôi cái đám tụi này khác gì nuôi báo cô trong nhà. Tụi bay đâu? Thả tụi nó ra hết đi.
Thằng nào mà dám bén mạng tới sòng bài tao, tao lấy mạng nghe chưa? Dạ dạ. Nếu như mà ông tin tưởng giao cho tôi phụ trách chuyện này, tôi sẽ giúp ông lập một danh sách thống kê tiền sổ đánh bạc của từng người, coi thử ai thì đáng tin cậy để cho mượn, còn ai thì không. Như vậy sẽ tránh được những rắc rối kiểu như bây giờ. Thôi được rồi, vậy cô cứ làm đi. Ừ. Anh ơi, xem đã chuẩn bị xong rồi đó anh. Ok, tôi để tôi đi mình được rồi. Dạ. Ông đi đâu vậy? Tôi mới nhận được lệnh ở Sài Gòn, lên hợp gấp. Ông cho tôi đi với. Tôi cũng tính mang cô theo, sẵn giới thiệu luôn, nhưng tính cô không cho. Chắc là cô còn mới nên mấy ông mới đề phòng. Thôi được rồi, lần sau cũng được mà. Vậy thôi, cô ở nhà tôi đi đây. Huy, chờ làm trà gián đi. Huy. Dạ. Làm gì ngồi buồn vậy? Anh cũng biết em đâu còn tạp chí gì mà. Con nhỏ nó trở về, anh cũng có cái cớ, nhẹ tay với chú mà lo cái gì. Em không phải lo cho chuyện đó, mà lo chuyện khác kìa. Chuyện gì? Chuyện anh không còn tin em như trước nữa. Thì ra là vậy. Với em chuyện đó rất nghiêm trọng, nên em không còn tâm trí để ý chuyện khác nữa. Anh hai, nếu như bây giờ anh không còn tin tưởng em như trước đây, thì em xin rút khỏi tổ chức. Chú đang dằn mặt tôi đó hả? Dạ không phải. Trước kia vì anh em mới vô tổ chức, bây giờ vì anh em rút khỏi đây, đó cũng là điều đúng mà anh. Chú nghĩ xong rồi thì chú sẽ làm gì? Em cũng không biết nữa. Từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Đúng, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì anh sẽ không bao giờ đồng ý để chú rời khỏi tổ chức. Nhưng mà không phải anh đang lăn tăn về em sao? Tôi thử chú thôi, chứ sức mấy có chuyện tôi hoài nghi chú. Chú nên nhớ, trước giờ chú luôn là cánh tay phải của tôi. Tôi không thể điều hành tổ chức suôn sẻ như bây giờ nếu không có chú. Anh hai. Em và anh đâu phải con nít, mình cứ thẳng thắn với nhau một lần đi. Em muốn biết nguyên nhân vì sao mà anh nghi ngờ em là nội gián. Chú thiệt là, anh đã nói không phải là không phải mà. Chẳng qua anh Tư nói trong tổ chức mình có kẻ nội gián nằm vùng, mà chú đang là thanh tra nữa. Anh muốn gây áp lực để chú tìm ra tên này càng sớm càng tốt. Anh đã nói rồi, anh còn là chú còn, khỏi lo chuyện đó đi. Còn vụ con bé gì đó, anh sẽ có cách chữa cháy cho chú. Thật ra cũng chỉ là đòn gió thôi, nhưng mà kỳ này một mũi tên cùng lúc bắn ba con chim, nhưng mà chú cũng phải chịu khó một phen. Anh nói rõ hơn đi. Một là để so dịu con Diễm với thằng Hải Lé, hai là có cái cớ anh tính công chú với ông lão, ba đó là cách hữu hiệu nhất để anh Tư trở về ban chuyên án. Ông là cách gì? Anh sẽ sắp xếp một vụ bể ma túy để chú bị anh Tư bắt. Sau đó
anh sẽ bên theo cách cũ để chú thoát tội. Em thì không lo, nhưng mà nếu làm chuyện này chúng ta phải chịu mất một số lượng lớn ma túy. Đành phải chấp nhận thôi. Thà một lần chịu mất con mồi để gài anh Tư vào ban chuyên án, còn hơn sau này bị mất luôn cái cần câu. Sao chú Trần xài xuống đây? Phượng Hoàng nghe Hắc Long. Địa điểm cũ, 10 phút nữa. Rõ. 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 Kỳ này, cá sẽ lọt lưới. Alo. Alo, anh Tư hả? Ừ. Em đã giao vụ đó cho thằng Huy, nó đồng ý rồi. Vậy thì tốt. Chiều nay mình gặp nha anh. À, tính sao? À, thôi nha, tôi có việc gấp. Dạ, dạ, em biết rồi. Nhưng mà anh Tư à. Thôi nha. Alo, alo. Phát hiện một đối tượng mặc áo khoác nâu, quần kaki, đeo kính râm, đang bán theo thủ trưởng. Over. Alo. À, tôi tới rồi. Ở lầu 4 hả? Tôi lên liền. Đã vô thang máy chạy lên lầu 3, nhắc lại nhận dạng áo khoác nâu,
quần kaki, đeo kính râm. Over. Anh Phan nghe rõ trả lời. Đang đón lõng đối tượng, yêu cầu các đơn vị hỗ trợ phong tỏa hiện trường, đề phòng đối tượng tẩu thoát. Over. Xin chào. Dạ, chào thiếu tướng. Mời thiếu tướng ngồi. Dịch trời sắp hạ cánh. Dịch trời sắp hạ cánh. Các đơn vị chú ý. Beta 1, Beta 2 đang phong tỏa cầu thang bộ. Over. Anh Phan nghe rõ trả lời. Không có ai trong thang máy. Có thể đối tượng phát hiện có động nên đã bỏ trốn. Đề nghị các đơn vị truy nã tức khắc. Over. Ôi, xin lỗi. Nè, đứng lại. Đối tượng đã bị truy đuổi và đang chạy lên khu vui chơi. Over. Báo cáo thủ trưởng, có chuyện gì? Chuyện gì? Hắn biết đã bị lộ. Bây giờ hắn trốn xuống khu vui chơi ở tầng dưới. Vậy à? Đã nhận diện được nhân dạng đối tượng chưa? Tập trung lực lượng, bắt sống hắn cho bằng được. Nhưng phải thật sáng suốt, đừng để hắn manh động làm hại đến mọi người. Tuân lệnh. Đã bỏ biết bao nhiêu công sức để thợp cổ hắn, vậy mà tên này đúng là đánh ma quỷ quyệt. Nếu hắn là người của mình, em nghĩ hắn sẽ không dám manh động làm hại đến dân thường đâu, thưa thủ trưởng. Còn chó nó có thể sẽ phản bội chủ. Khi nó bị dồn vào chân tường, nó hoàn toàn có thể trở thành chó dại. Dạ. Ủa, có chuyện gì vậy? Hắn bị lộ cho nên đã vong rồi. Anh em đang dồn hắn ở khu vui chơi. Ủa, sao mày lại tới đây? Hắn không biết mặt em đâu. Em tới đây chỉ là để phòng hờ thôi. Nếu cần bất cứ hỗ trợ gì thì em cũng có mặt sẵn. Nhất là phong tỏa hắn với tên cùi. Mẹ đây, đừng có đi lung tung. Lỡ mình chưa kịp lột mặt nạ của nó mà nó phát hiện ra mày, coi như là xong phim. Anh, có phải người có râu cao to đeo mắt kiếng rồi khoác bên ngoài cái áo màu nâu không? Phải. Sao mày biết? Hồi nãy em vô tình đụng hắn. Có nhận ra là ai không? Lúc đó vội quá, em cũng không nhớ nổi. Thôi, mẹ đây nha. Dạ.
Anh em lưu ý, đối tượng còn có đâu nữa. Over. Ủa, vẫn không tìm thấy gì hả? Dạ mới thấy hắn thấp thoáng đâu đây mà đã biến mất như ma vậy. Anh kia, đứng lại. Cái áo này ở đâu anh mặc? Cái áo này, cái áo này, cái kiến ai bỏ toilet tôi lượm chứ tôi đâu có ăn cắp. Ủa, vậy hả? Thôi, nếu mấy anh không thích thì tôi lột ra, tôi trả cho mấy anh nè. Cha, làm gì giật râu tôi vậy cha? Định cướp râu tôi hả? Em lầm, em xin lỗi.